Alo, chào mọi người nha. Hôm nay xin quay cái bằng tải sấy áo bình 20 lít được chế tạo từ nóc 304 tại xưởng của mình luôn nha mọi người nha. Đó. Dàn tủ điều khiển nhiệt này nó xài nhiệt trở, bao bền và bao sạch sẽ luôn. Chạy rất bền. Quạt thì quạt của Nhật luôn. Quạt Nhật cho nên là chạy rất là bền luôn. Hệ thống tủ điện thì xài viễn tần của Nhật. Đó. Khởi động từ Nhật. Bao bền cho mọi người cái phần điện luôn. Đó, có đồng hồ điều khiển nhiệt nè, có chế độ dò nhiệt chính xác luôn. Chạy điện 38 theo yêu cầu đặt hàng của khách. Điện 220 vẫn chạy được nha mọi người. Máy thì có 4 bánh xe với lại 4 cái chân. Khi mà mình dời đi thì 4 bánh xe đó mình đẩy đi. Đi tới nơi thì mình gắn 4 cái chân vô, mình cố định mà lại máy. Khung gầm thì làm được người nóc 304 dày dặn chắc chắn hết. Motor kéo của Nhật. Đó. Motor kéo của Nhật bao bền bao chắc luôn. Trong này có một cái cốt rất là lớn. Xích này là xích hai xích 304 nên rất bền. Hai xích 304 luôn. Xích thì bao chắc chắn rồi. Đây là toàn bộ máy nó nặng tầm khoảng gần 200 kg luôn á. Rất nặng và rất trắng. Thùng này còn là còn làm bảo ôn nè. Dù nhiệt ở trong nó nóng mà tay mình vẫn rờ sờ được. Rồi trồng cái áo qua thử lại. Nó bị gấp chứ đây nè. Lọn này ra. Không có dài ngắn gì đâu. Chạy qua thử mình coi, mình thử mình test máy như thế nào. Mình chờ cái bình nó ra, nhiệt độ mình có thể mình chỉnh tùy ý nha, nhiệt độ và tốc độ vận tải chỉnh tùy ý. Bình ra rất là căng. Mình rất căng luôn. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt mọi người nha. Ai liên hệ mua máy thì xin gọi số 0907 749 286, số Zalo luôn, có thể liên lạc qua đó luôn nha mọi người nha. Đi chung với lại mấy chiếc rót bên kia luôn rồi.